sáng ấy. Bờ cái bánh xe kìa hơi vào qua vạch tí nữa. Rồi bánh nhằng ở bên này. Đấy, phải qua vạch, coi như cái bánh. Đâu, mình phải nhìn đến bánh bên này này. Thì là bánh bên trái này, bình thường mình có đến vạch nhưng mà nếu nó xa quá thì lần sau mình căn chỉnh lại tí. Cho nó vào một tí. Đến thì... đèo vào vạch đi. Cho đèo vạch đi. Nếu lần nào mà nó cũng bị xa bên kia quá thì xa. Mình cho đèo vạch. Mình cho đèo vạch thì mình bẩy vào nó dễ với em. Đầu nó loe, u rồi. Cái gương ở đây thôi chứ không phải vai mình ngang đây đâu. Lùi lại đi. Cơ ở cái chỗ này rồi, thế thôi. Bảng số xe này nghe vất vả. Xả đi mình nhiều thế, nhìn bánh nhá, nhìn thò đầu ra nhìn bánh nhá, đấy là thằng lái không? Lùi đi, lùi, ôi cái chân chả đạp đéo gì cả, chán thật đi, cứ bảo số làm sao, cồn có đi đéo đâu mà số, chả thằng lái lại đi, lái chưa thẳng đâu. Cái này mới là thẳng lái này, rồi đi. Đấy đi, đấy đi, không muộn, sợ rồi đấy. Vì lúc ấy là không trả được hết lái. Em lùi đi. Em lùi đi. Số má gì nữa đâu. Này là dừng nào, nhưng mà sẽ bị sát đúng không? Thì tiến lên, thế nhiều áng là tiến lên, số tiến, côn nhớ vào, rồi dừng nào, phanh, lùi đi, côn. Rồi lùi đi, móc lái hết lái cho bên kia, móc hết lái bên kia, bên kia cơ mà, đấy. Rồi đi, cứ nữa đi để đi, rồi trả lái lại, rồi, đấy, rồi vào đi. Thank you.
cái sai đỗ lưng vừa rồi là đỗ lại nhưng mà giả lái, giả bị quá, lái bị thẳng rồi như này vặn thêm quá nên thành ra lấy lái rồi. Lấy lái là khoảng một vòng rưỡi thôi, trả lại một vòng rưỡi mà cái tâm vô lái ở vị trí nhìn này, này là thẳng này. Đấy. Nhìn nó như cái quần slip ấy, nạp hướng như thế thì nó là thẳng vô lái, vô lăng. Nhìn nó còn lệch lẹo là không phải. Ra kia đợi xe tải ra mình vào. Kia tôi cua đi thôi, đợi xe tải ra mình vào. Rồi dừng lại, đây là phát rồi, tiến lên. Chuyện này rộng mênh mông đúng không? Tiến lên đi sửa đi. Tiến đi thôi, thì nào, vào xuống đuôi. Đi bên kia đây này, chậm thôi. Đã bị nhiều quá, áp sang bên này dính ra đi. Sang bên kia đây. Rồi, xả lại đi, thả xe ra.